Được biết, vào 15 giờ chiều ngày 2 tháng 1, gia đình nghệ sĩ nhân dân Công Lý và bạn gái kém 15 tuổi Ngọc Hà sẽ thực hiện các nghi thức trong lễ ăn hỏi. Tiếp đó, đến 18 giờ cùng ngày, đám cưới chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô. Đến thời điểm này, nhà riêng của cô dâu đã hoàn tất phần trang trí trước khi gia đình chú rể đến. Không gian tư gia được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo thầy sang trọng. Bàn chữ nhật và ghế chiavari sẽ làm bàn trà nước để nhà trai, nhà gái cùng khách quý ngồi vào bàn trò chuyện. Xung quanh không gian cũng được điểm tô bằng các loại hoa như hoa baby, hoa hồng tươi. Phía chú rể tiết lộ công việc đám cưới đã hoàn thành 98% tiến độ, chỉ còn đợi đúng giờ đẹp để đến đón Ngọc Hà về dinh. Dù tất bật chuẩn bị cho công tác đám cưới nhiều ngày qua, mỗi ngày chỉ được ngủ vài giờ, song nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn rất hồi hộp khi đến giờ phút trọng đại. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và Ngọc Hà đã yêu nhau được hơn 5 năm, trong khoảng thời gian đó có nhiều sóng gió, gập ghềnh, song cặp đôi vẫn cùng nhau vượt qua. Bản thân Ngọc Hà ít khi nào khoe chuyện tình yêu của mình lên mạng xã hội, nên từng có thời điểm khán giả nghi ngờ rằng cặp đôi đã chia tay trong thầm lặng. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và Ngọc Hà đã đập tan những nghi ngờ đó bằng một đám cưới hoành tráng như hiện tại.